Người vội là anh, mà không vội cũng là anh. Đồng trường cũ giờ thì khó đoán. Có vấn đề gì không, giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng. Chà chà, đây là vợ trưởng cứ cũ già mà, thì sao lại kêu kiểu mất phải ngồi tất gì đến công ty. Chẳng lẽ làm cửu già mất hứng bị vứt bỏ. Chó nhà không xích lại mới sáng sớm là sửa hôm sông nơi công cộng rồi. Cô già mắng tôi là chó. À xin ca chờ chú, hôm nay chúng tôi đến đây để xin lỗi cô. Các người có chắc là đến xin lỗi tôi không? Với cái thái độ như thế này. Tại sao cô lại lợi hại như vậy? Chúng tôi biết lỗi rồi mà, cô trách cứ chúng tôi. Cần phải giận dỗi dịp cao. Chúng tôi nói chuyện chút đi. Thế thì được, đi theo tôi. Chà chà, hình như đây có người leo lên giường của đạo diễn Lưu. Đại giá đi, tối nay đến chỗ tôi. Tôi không leo lên giường của đạo diễn Lưu, rõ ràng là không muốn xâm phạm tôi. Cái nào dám ném lão tử. Tiền thiếu rốt cuộc anh và bác thiếu đến để xin lỗi hay là để... À, Vũ Tiêu Gia đến để xin lỗi cô. Cô cũng đừng giận dỗi Diệp Ca nữa, mau trải trừ hôn ước với cửu cha. Tôi kết hôn với Diệp Ca đi. Không ngờ tiền thiếu có thái độ như vậy. À, cái tên này nổi tiếng trời cháu tán, thế mà lại đến xin lỗi mình. Lần trước đế hà bồi thường cho tôi 1000 vạn, mà người công khai video riêng tư chính là hai vị phải không? Không ngờ Hạ Sinh Ca cũng biết đồ tiền. Nguyên nhân áo tầm thế này, tại sao lại làm gái của Nhật Linh được? Xin lỗi đưa tiền. Con xin lỗi. Cút. Tính riêng từng người. Được 1000 vạn thì 1000 vạn. Ngày mai tôi sẽ để công ty chuyển cho cô. Như thế được chứ gì? Được, khi nào chuyển xong hẳn tới gặp tôi. Mời hai vị đi. Cô cần tiền có thái độ như thế à, hả trên con? Cô đừng có không biết thân biết phận, nếu không phải nể mặt Nhược Linh. Thì như cô... Ngoan ngoãn chọn đại đi. Xin lỗi hay là cố? À trên cả, cùng màu thả Triệu Văn Bác ra. Chỉ 1000 vạn thôi mà, chiều chúng tôi sẽ chuyển cho cô. Bác Thiếu thấy thế nào? Được, 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 tôi chuyển. Cũng thông minh đấy. Mật tử, lão bà có gì phân phó? Đưa số tài khoản công ty chúng ta cho hai vị thiếu gia này. 1000 vạn đó đến tài khoản thì mang đi làm từ thiện hết đi. 1000 vạn để làm từ thiện. Có vấn đề gì không? Không, không có gì. Tôi sẽ đưa cho cô mã biên. Mặt khác có một chuyện nữa. Vâng, vâng Phi, tôi thông báo trước cho cô. Cố gắng rèn luyện vóc dáng, cuối tuần mặc trang phục thì chuẩn bị trước cho cô. Đi thử vai vai diễn này. Đây là phim mới phá hiểu của đạo diễn Tương. Là bạn, đạo diễn Tương yêu cầu rất cao đối với diễn viên. Phần vì chúng ta chưa chắc đã qua được. Có được hay không thì phải thử mới biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là vâng phải mặc và trang điểm cho đúng yêu cầu của tôi. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Mặc tỉ đi. À, tôi rất mong chờ biểu hiện của cô. Cuối cùng cô bắt đầu. Alo, à Senka, thế nào, có chuyện gì không giải quyết được à? À, tại sao mình lại gọi điện thoại cho cửu chứ? Alo, nói đi chứ. Làm thế nào bây giờ, hay là giả vờ ngồi dòm số? À, cửu già, lúc này ngày rảnh chúng ta đi chuyển nhượng đất đi. Ừ, ta muốn màu trắng chuyển nhượng lên mảnh đất đấy. Được.
Một lát nữa tôi sẽ gọi cho cô. Hai vị nói ngắn gọn đi. Lần trước ngài nói hạng mục Vịnh Hương Châu. Có thể cho Triệu Gia và Tiền Gia chúng tôi tham dự có thật là như thế không? Mức đầu tư ban đầu là 500 triệu tệ, đổi lấy 5% cổ phần của hứng thú để có thể tham dự. 500 triệu. Triệu Tổng, Tiền Tổng, hai vị có thể trở về suy nghĩ kỹ. Bởi chúng tôi cũng là nể tình các vị có quan hệ với cố gia, cho nên mới cho các vị cơ hội. Thế cửu già thì chúng ta về nhà suy nghĩ một chút. Đúng thế, đúng thế. Tìm khách. Bó, trường tổng của Trân đặt tập đoàn đã chờ ngày một lúc lâu. Ông ta muốn tham dự hạng mục Vịnh Hương Châu, đã chuẩn bị sẵn 1 tỷ để... Cửu già thì bỏ ra 1 tỷ 2 để đổi lấy 10% cổ phần hạng mục Vịnh Hương Châu, ngài thấy có được không? Cửu gia, chuyện gì cũng có trước sau. Tiền gia và Triệu gia chúng tôi đã thống nhất trước. Mỗi nhà bỏ 500 triệu, mỗi nhà chiếm 5% cổ phần hạng mục Vịnh Hương Châu. Cửu gia thì bỏ ra 1 tỷ 200 triệu, xin hãy chọn tập đoàn Trân Đạt. Chúng tôi bỏ ra mỗi nhà 600 triệu, cửu gia chọn trước, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị tiền ngay bây giờ. Xin ngài nể tình quan hệ chúng tôi, mới cố già giữ lại 10% đó lại cho chúng tôi. Đúng thế, đúng thế. Cuối cùng thì hai người đó cũng đi. Cửu già, ngài thấy diễn xuất của tôi thế nào? Thế chuyện con trai tôi không cẩn thận xúc phạm ngài, mong ngài bỏ qua cho. Cảm ơn cửu gia, cảm ơn cửu gia. Boss, cuộc gọi vừa nãy có phải có chuyện gì không? Sanka nó muốn mau chóng chuyển nhượng mảnh đất kia cho tôi. Chuyển nhượng thì chuyển nhượng thôi, ngài cần gì phải đáng sợ như vậy? Mọi người mau xem kìa, hacker liên minh đứng hàng đầu SK Đại Thần lại sát chết vùng dậy. Có đùa không vậy, nghe nói SK Đại Thần đã bị cảnh sát bắt rồi mà. Năm đó Đại Thần kiêu ngạo rằng cảnh sát chưa biết cũng không thể bắt được. À, tôi biết ngay là SK Đại Thần sẽ vĩnh viễn không biến mất mà. Đại thần vĩnh viễn đứng đầu bằng hacker liên minh, không ai có thể vượt qua. Tại sao lại muốn xóa đoạn video của chị mình? Tại sao muốn xâm nhập máy tính của mình? Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn giúp cái đám khi tiêu hủy chứng cứ? Mình sẽ không để hắn được như ý. Mình nhất định phải báo thù cho chị. Đổi hóa đi ra ngoài kiếm chị ăn đã. Càn muốn làm gì? Dàn tiểu quả cô trốn gì chứ? Sợ vướng chút ta mà, cho nên cô sợ tôi ăn thịt cô. À, đánh nó cho tao, dám cắn tao. Nhìn cái gì cô cũng dầm đỡ như cô chị dân viên viện của cô. Sợ cô là ơn phước của cô rồi. Cần ca, dù sao cô đám lại em gái của Minh Tinh. Mặc dù không xinh đẹp như chị cô ta, nhưng vóc dáng cũng ngon đấy. Tránh ra, để tao trừ cô ta trước. À, Cần ca không sao chứ. Đánh chết nó cho tao. Cần ca, chúng ta đi thôi, con này điên rồi, chúng ta không đáng. Có lẽ cũng đập đá như chị cô ta, thật ác tâm. Cô nói, Giang Viện Viện, nữ minh tinh công ty truyền thông Linh Hoa, 22 tuổi, nổi tiếng với hình tượng ngọc nữ trẻ trung thuần khiết. 25 tuổi phát hiện sử dụng ma túy, quan hệ tập thể, sự nghiệp sụp đổ, người người phi nhổ. Cô, vì thế mà dàn gia vỡ nợ, cha mẹ cũng mất, chỉ để một đứa con gái. Cầm mộng, cầm mộng. Chị của tôi không dùng ma túy, không có quan hệ tập thể. Tôi không cho phép cô nói xấu chị ấy. Tôi biết Giang Viện Viện là bị người khác hãm hại, cô muốn báo thù cho chị của cô không? Cô biết ai hại chị của tôi? Đúng thế. Đi thôi, đến nhà cô, tôi có vài thứ cho cô xem. Được.
Kỹ thuật khác thật mạnh, rốt cuộc thì cô ta là ai? Ta 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 ta. Cô đọc tài liệu này đi. Công ty giải trí Đỉnh Hưng. Những người này đều do công ty giải trí Đỉnh Hưng giật dây. Bingo. Công ty giải trí Đỉnh Hưng là công ty thuộc do Triệu Gia và Tiền Gia vụng trộm rửa tiền cho một số tổ chức làm chuyện mờ ám. Có rất nhiều nữ minh tinh như chị cô bị khống chế để mua chuộc nhà đầu tư. Kết quả của họ hầu hết đều rất thê thảm. Đây chính là Triệu Văn Bác và Tiền Hạo Nhiên. Thì à, cuối cùng cũng tìm được những kẻ đã hại chị. Cuối cùng theo cũng đó tìm được. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Không thể coi là giúp, chỉ là địch nhân chính là bằng hữu. Tôi cảm thấy cô là người thông minh, cô cũng muốn hợp tác với tôi không? Tôi có thể hát được những tư liệu này, chẳng lẽ cô là SK đại thân? Không, tôi không phải. Tôi từng nghiên cứu kỹ thuật SK đại thần, kỹ thuật cô dùng rất giống với SK đại thần. Tôi dám khẳng định cô chính là SK đại thần. Tôi thực sự không phải là SK. SK có thể coi là sư phụ của tôi. Thế nào cũng muốn hợp tác không? Chúng ta sẽ kéo bộ mặt giả dối của hai tên kia xuống để bọn người xem bộ mặt thật của chúng. SK đại thần nói đi, muốn tôi làm thế nào? Tôi sẽ nghe theo. Được. Nghe theo sự an bài của tôi. Cửu gia, tôi về rồi. Nóng quá. Vấn đề giải quyết chưa? Cậu ra, chờ xem trò vui đi. Cậu chuẩn bị làm gì? Bắt đầu từ hai con tôm nhỏ kia, tôi muốn từ từ đánh bại bọn họ. À thế à? Wow, thật thoải mái. Cửu gia, ngài làm sao vậy? À, mình vừa uống nước của cửu gia. Tần đại ca thường nói cửu gia rất ghét người khác đụng vào đồ nghệ, chẳng lẽ cô ấy là cố ý hay là vô ý? Tiền thiếu, bác thiếu, các ngài hãy tha tôi đi. Tôi vào giới giải trí thì muốn đóng phim thật tốt mà thôi. Cầu xin các người đừng ép tôi làm chuyện vậy. Tôi không thể để cho ba mẹ tôi mất mặt. Giang viện viện, cứu mạng. Không, đè cô ta xuống. Cô ta mất từ 2 năm trước rồi mà. Tiền thiếu, ngài thật lợi hại. Vườn lão bản chỉ trích danh, muốn giang viện huyện hầu hạ. Thật đáng sợ, nếu đoạn video này thật, thế gian viện viện trong tội nghiệp bị ép trở thành đồ chơi người khác. Cho nên không ai chú ý tới tiền thiếu và bác thiếu mà gian viện viện nhắc tới. Không ngờ mày lại dám để xảy ra chuyện như vậy. Mày có biết về đoạn video đó mà cổ phiếu tập đoàn chúng ta giảm bao nhiêu không? Bà đang nói gì vậy? Dạo này con đâu có làm gì đâu. Thế thì mày giải thích đi, chuyện của gian viện viện là thế nào? Giang viện viện chết từ lâu rồi mà. Bà, đoạn video này là giả, làm gì có chuyện còn để lại chứng cứ như thế này? Lập tức điều tra rõ ràng, đúng có kẻ nào muốn dựa vào vụ việc Giang viện viện để tính kế mày. Rốt cuộc thì kẻ nào đã đăng đoạn video này? Vâng bác ca, như gì anh nói là thật. Sơn ca, cô ta lừa bọn anh 1.000 vạn không chịu giải hòa với thần Diệp ca. Tất nhiên là thật, anh chưa bao giờ thấy ai trơ trẽn như cô ta. Diệp ca, xem ra cô ta quyết tâm ôm đồ cửu gia, cô ta sẽ không ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cô ta đến với lục cửu thành, dù có phải hủy hoại của nó. Cổ ca ca, đừng nóng giận, tay của anh có sao không? Thế thì Diệp ca, anh có ngại chúng tôi dùng số thủ đoạn khác thường không? Vâng bác ca, chuyện này em cũng không giúp gì được, em đi trước đây. Hy vọng mọi người có thể làm cho tiểu sanh trở lại với Diệp ca. Nhược lên để anh đưa em đi. Cậu nói thì số cậu định đối phó với hạ sanh ca đó như thế nào? Cậu đã quên trước khi chúng ta xử lý những minh tinh không nghe lời như thế nào à?
Ý của cậu là thứ đó. Yên tâm đi, để mai hành động cứ chờ xem trò vui đi. Sếp vẫn chưa nghỉ à? Tôi còn vài việc nữa, mọi người về trước đi. Thế tôi đi trước đây. Được, chúng tôi đóng cửa lại. Hà Sơn ca, mà cút ra đây. Đừng có trốn ở trong đó như con rùa rút đầu. Các anh sao lại vào đây? Thế nào sợ rồi à?